Bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, được lộc bể trên, cực may, cực đỏ, tiền chất như núi, mua nhà, tậu xe trong 3 tháng phát tài này. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ trong ngũ hành, song mang đặc tính của thổ, nên đa phần họ sống rất lương thiện thật thà và có phần trầm lặng. Nhìn chung cuộc đời của Bính Thìn là một hành trình đầy đam mê, sáng tạo và đa dạng. Những người sinh năm Bính Thìn thường mang trong mình nhiều đặc điểm nổi bật và phong phú, đem lại cho cuộc sống những trải nghiệm độc đáo và đầy màu sắc. Với tính cách năng động, linh hoạt và tài năng, tuổi Bính Thìn thường là những người dẫn dắt, kiến tạo và thay đổi thế giới xung quanh. Sự đa tài và năng động là đặc trưng chủ đạo của tuổi Bính Thìn. Họ thường có khả năng đa nhiệm, từng đam mê và nắm giữ nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ là người sáng tạo, có tầm nhìn xa, luôn đam mê tìm kiếm những điều mới mẻ và đón nhận những thách thức mới trong cuộc sống. Tính cách năng động và nhiệt huyết của Bính Thìn thường thúc đẩy họ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để đạt được mục tiêu và thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Bính Thìn cũng thường mang trong mình tính cách hướng ngoại, hướng đến xã hội và quan tâm đến người khác. Họ có khả năng giao tiếp rất tốt, dễ dàng tạo được mối quan hệ và có sức ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tinh thần hướng ngoại và tính cách thân thiện giúp tuổi Bính Thìn dễ dàng hòa nhập và thích ứng trong môi trường xã hội khác nhau. Tuy nhiên, tuổi Bính Thìn cũng cần lưu ý tới khía cạnh cảm xúc và đôi khi có thể trở thành quá nóng nảy, dễ bị cảm xúc xáo trộn. Việc phát triển khả năng tự kiểm soát cảm xúc và duy trì trạng thái cân bằng tâm lý là một thách thức mà tuổi Bính Thìn cần chú ý để đạt được sự ổn định trong cuộc sống của mình. Tóm lại, cuộc đời tuổi Bính Thìn là một hành trình đầy đa dạng, sáng tạo và năng động. Họ thường tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và đạt được thành công. Tính cách hướng ngoại và tích cực của tuổi Bính Thìn cũng giúp họ dễ dàng tạo dựng được mối quan hệ xã hội và đóng góp tích cực vào cộng đồng. Tuy nhiên, như mọi người, tuổi Bính Thìn cũng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Đôi khi tính cách nóng nảy và cảm xúc xáo trộn của họ có thể gây khó khăn trong quản lý cảm xúc và giao tiếp. Họ cũng cần đặt mục tiêu rõ ràng và đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Một số đặc điểm tính cách của Bính Thìn bao gồm sáng tạo, đa tài, năng động, hướng ngoại, thân thiện, cảm xúc, nóng nảy. Để sống một cuộc đời thịnh vượng, tuổi Bính Thìn cần chú ý phát triển những mặt tích cực của tính cách và đồng thời làm việc với những điểm yếu để trở thành người lãnh đạo xuất sắc và đạt được những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống của mình. Tóm lại, cuộc đời tuổi Bính Thìn là một hành trình đầy màu sắc, năng động và đa dạng. Tính cách sáng tạo, hướng ngoại và đa tài của họ là nguồn động lực để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Nhìn lại quãng đường mà Bính Thìn đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Bính Thìn mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Bính Thìn mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Bính Thìn mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Bính Thìn vấp ngã cả. Không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Bính Thìn cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Bính Thìn sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Bính Thìn dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Bính Thìn ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê,
khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân, rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Bính Thìn có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể, nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Bính Thìn cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Bính Thìn luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Bính Thìn giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Bính Thìn như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Bính Thìn là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Bính Thìn, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tưởng tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xem tử vi năm 2024 âm lịch cho thấy, về thiên can, địa chi và ngũ hành. Về thiên can, Bính gặp Giáp bình hòa, 2024 là năm có cát hung đan xen, bản mệnh tự lo làm ăn, ít có được sự trợ giúp từ người khác. Xét về địa chi, Thìn bước vào năm tuổi, vận khí hung, tốt xấu đan xen, sự nghiệp dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng đồng thời cũng dễ bị tiểu nhân ganh ghét dòm ngó. Tiền bạc có điểm sáng nhất định nếu không quá tham lam. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, công việc có đầu có cuối, tiền bạc thu về không ít. Nam mạng Bính Thìn được nhận xét là vận trình có tốt có xấu, hung cát đan xen, chưa thực sự ổn định. Bản mệnh có cơ hội phát triển, song vẫn cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, giở trò thị phi. Tiền bạc có phần tăng tiến hơn, nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều mới được như ý nguyện. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm 2024 âm lịch, năm 49 tuổi, đây được coi là năm hạn lớn nhất của đời người, đề phòng sức khỏe, tai nạn, thương tật, mất tiền hao của. Nhìn chung, do ảnh hưởng của đồng thời hình thái tuế, người tuổi Bính Thìn có thể gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang. Trong năm bạn sẽ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy hãm hại của kẻ thù, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài, hao sức. Vận khí sa sút sẽ khiến tài chính của bạn hao hụt không ít, con giáp này tốt nhất nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình không nên mù quáng, chi tiêu chú trọng tiết kiệm. Đây cũng là năm mà đương số nên thận trọng trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn lứa đôi có thể gia tăng. Tuy nhiên, chỉ cần nhẫn nhịn thì ắt có thể vượt qua được mà thôi. Tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Bạn nên lưu tâm tới sức khỏe của bản thân và cả những người thân xung quanh. Xét vận niên năm 2024 âm lịch, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Bính Thìn nam mạng gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là châu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí.
Tâm lý hoài nghi khiến mọi thứ bị đảo lộn, không phân biệt đúng sai, dễ cho kẻ khác xen ngang phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Người độc thân vẫn trên hành trình tìm kiếm nửa kia, e rằng khó gặp. Xét tử vi sự nghiệp, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Bước sang năm 2024 âm lịch, người tuổi Bính Thìn chịu ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, hung vận nhiều hơn cát vận, khó khăn, áp lực, thách thức là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần người tuổi Bính Thìn kiên trì tới cùng thì vẫn có thể xoay ngược tình thế, ắt có được thành công như mình mong muốn. Với người làm công ăn lương, bạn cần hết sức lưu ý, mọi việc nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến bạn phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn khiến bạn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà có thể cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài. Nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hình cũng khiến con giáp này dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không có đồ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn có thể rơi vào cái bẫy của kẻ thù, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài tốn sức. May mắn là trong năm có thiên đức cát tinh hỗ trợ, đương số vẫn gặp được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt, cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng đến với thành công. Với người làm ăn, kinh doanh, dù vẫn có cơ hội phát triển sự nghiệp, buôn bán kinh doanh, song quan trọng nhất là bạn cần biết mình cần gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Đây là một năm bận rộn, cuốn bạn vào những guồng quay mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn xem xét bản thân với những kinh nghiệm thực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống. Mặc dù hung vận lớn, nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình trong hung tàng cát. Sao tốt chủ về công danh là Ấn Quan và Thiếu Dương sẽ giúp gia tăng phúc thọ, cứu giải nan nguy cho bạn vào đúng lúc. Chỉ cần bạn có nỗ lực thực sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Cùng với công việc khó khăn, tài lộc người tuổi Bính Thìn cũng gặp nhiều bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút. Trong năm có hung vận tương hại thái tuế và tam tai sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác sẽ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức lưu ý. Với người làm ăn, kinh doanh, trong năm buôn bán làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc tới đó, bản mệnh không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu trong tháng chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen chi tiêu hoang phí sẽ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm 2024 này. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn, dù nguồn thu không tăng tiến là bao nhiêu. Người tuổi Bính Thìn cần phải đặc biệt chớ việc phạm pháp, lách luật hay những chiêu trò mang tính đỏ đen, không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Cục diện hại thái tuế, cộng thêm ảnh hưởng từ tam tai, sẽ khiến bản mệnh có thể vướng vào kiện tụng. Nếu làm ăn bất chính, chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt. Với người làm công ăn lương, tài vận trong năm kém sắc, kiếm tiền khó khăn hơn, thậm chí một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên miên, cơ hội tìm việc làm đã không còn nhiều. Trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp, kiếp tài hung thần xuất hiện mang tới điểm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn giảm sút, áp lực kinh tế khá lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn nợ nần, thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền có liên quan tới pháp luật. Cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi ích trước mắt mà vướng họa lao ngục, sát thân. Nếu có thể, bạn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm để đề phòng bất chắc. Xét phương diện tình duyên, gia đạo. Do thái tuế ảnh hưởng, vận hạn bùa vây, khiến đường tình duyên của tuổi Bính Thìn chịu nhiều tác động bất lợi, người đã có gia đình lại càng cần phải cảnh giác, rất dễ bị cám dỗ mà ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống gia đình. Cảm xúc thất thường cũng khiến con giáp này có cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia, giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi. Một khi đã không thể làm chủ cảm xúc, tuổi Bính Thìn sẽ nóng giận đưa ra quyết định sai lầm. Xét về phương diện sức khỏe,
tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Tử vi tuổi Bính Thìn năm 2024 về sức khỏe, chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện thái tuế. Trong năm có nhiều việc phải lo toan, suy nghĩ, trục trặc trong cả quan hệ và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Bạn nên lưu tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể ảnh hưởng tới tính khí của bạn. Bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, dành thời gian thư giãn tinh thần để điều hòa khí huyết. Hung vận lớn nên bản mệnh tuổi Bính Thìn cũng hạn chế ra ngoài, đi đường xa cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến vấn đề an toàn. Bước sang năm 2024 âm lịch, Thìn Thổ gặp năm Giáp Mộc, điểm báo cho thấy sự sinh xuất trong ngũ hành, sự đấu đá cạnh tranh địa bàn nơi làm việc, gia đạo cũng khó bề yên ổn, cuộc sống gần như bị đảo lộn rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần chạm mặt 3 tháng may mắn này trong năm, thì việc đổi đời, cải vận chẳng cần bỏ ra quá nhiều công sức, cũng có tiền tỷ về tay. Vậy 3 tháng đó là 3 tháng nào? Thì xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Tháng phát tài đầu tiên của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 là tháng bội thu của người tuổi Bính Thìn. Theo tử vi phương Đông tiết lộ, những khó khăn trước đó bị đẩy lùi, biến hóa thành hoa thơm trái ngọt cho bản mệnh, thu hoạch không ngớt tay. Phúc tinh cao chiếu nên con đường công danh thuận lợi, mà con đường tài lộc cũng như được trải bước trên hoa hồng. Bản mệnh nhớ phải luôn giữ cho mình tinh thần cầu tiến, học hỏi không ngừng thì mới không lỡ mất thời cơ. Tiền bạc đã dồi dào mà chuyện gì cũng tốt lành, đường tình duyên của bản mệnh cũng có những bước đột phá phát triển tốt, hạnh phúc thực sự đang đến rất gần bạn. Một nửa của người tuổi Bính Thìn đã xuất hiện như trong định mệnh. Đừng quá quan tâm tới những lời chê bai của người đời. Không ai có thể sống thay bạn trong cuộc đời này, nên hãy cứ tự tin quyết định vận mệnh của bản thân mình. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên chắc chắn có thể nhận được thêm nhiều khoản thưởng nóng. Cấp trên muốn khuyến khích tinh thần bạn, để bạn có thể tiếp tục cống hiến trong tương lai. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường, cũng như tiềm lực của bản thân, nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi nhuận cho cả cá nhân và tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất cho mình. Dịch mã xuất hiện cho thấy, càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu bạn sẽ càng thu được thành quả xứng đáng bấy nhiêu. Vì thế dù làm công việc gì đi chăng nữa, nếu đã muốn phấn đấu làm giàu, bạn hãy cứ xông xáo, bôn ba đừng ngại mệt nhọc, gian khổ nhé. Trên phương diện sự nghiệp, nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ, người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Quá trình bắt đầu có thể bạn cảm thấy khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dần dần bạn sẽ bắt đầu làm quen tay và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, giành lấy cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người lãnh đạo, bạn có thể đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp tập thể vượt qua lối mòn và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Bản mệnh có thể chuyển được nguồn năng lượng tích cực của mình cho cấp dưới, khiến mọi người đều làm việc với tinh thần lạc quan tích cực, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Nói chung, trong tháng mà nguồn chi thì ít, doanh thu về thì nhiều, người tuổi Bính Thìn nên có những dự định và kế hoạch để chi tiêu thật ổn thỏa, bù đắp cho bản thân những lúc còn túng thiếu, song cũng đừng phung phí quá tay bạn nhé. Tháng phát tài tiếp theo là tháng 8 âm lịch. Nối tiếp vận khí tốt lành trong tháng 5 âm lịch, bước sang tháng 8, tháng Quý Dậu, Bính Thìn có thể thừa thắng xông tới, động lực có thừa, tiếp tục phấn đấu không ngừng trong chuyện làm ăn cũng như công việc, nên thu nhập chắc chắn là những con số đáng mừng. Bên cạnh đó, vận quý nhân của bản mệnh trong tháng này khá vượng, nhưng bản mệnh vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua, khó khăn trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, hãy cứ kiên trì tới cùng, rồi bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với mình mà thôi. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp này thông minh, lanh lợi như bạn, chắc chắn sẽ làm được điều bạn muốn, gặp thiên thời địa lợi. Đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Tháng có nhiều cơ hội mở ra, đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế, tránh để tuột mất khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào và đáng tự hào. Về tài lộc, con giáp này cảm nhận khá rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng vượng. Tháng có nhị hợp mang tới cho bạn khá nhiều vận may liên tiếp liên quan tới tiền bạc.
thêm có sự xuất hiện của thực thần, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc cũng rủng rỉnh trong tay, cả chính tài và thứ tài đều sáng, nên thu nhập của bản mệnh tới từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, tuổi Thìn nhạy bén về tài chính, sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, mạnh dạn làm điều bạn có và điều bạn tự tin. Người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ, có thể mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ, lưu ý tiến hành từng bước, thận trọng, bước chậm, còn hơn là nhanh ẩu đoàn, để nhận lấy thất bại. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 11 âm lịch. Bước vào tháng 11 âm lịch trong năm 2024, người tuổi Bính Thìn công việc có bước tiến triển khá tốt và thuận lợi, kết quả cũng đạt được bước nhảy vọt khá lớn, thậm chí bản mệnh còn có cơ hội tăng lương thăng chức rất rõ ràng. Thời điểm đầu tháng mọi sự vẫn còn đang ở thế khởi đầu, tới giữa tháng thì vận trình mới có những bước tăng tiến rõ rệt. Tài vận đại cát, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, trong tháng cũng có nhiều việc phải chi tiêu, nên con giáp này nhớ chú ý cân bằng các khoản tài chính, có kế hoạch chi tiêu cụ thể để không khiến tiền bạc thất thoát quá nhiều. Nhân lúc tài vận đang lên, tuổi Bính Thìn có thể thử sức mình trong các lĩnh vực đầu tư. Bản mệnh chủ yếu phù hợp với các dự án đầu tư dài hạn và độ mạo hiểm không quá cao trong thời gian này. Hãy tự tin vào trực giác của mình, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua việc tìm hiểu thông tin kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, trong tháng dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, bạn có thể nhận ra rằng công việc của mình đang tiến triển suôn sẻ hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra những hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Khó khăn xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng không phải điều gì quá đáng lo ngại. Việc xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Chuyện đầu tư diễn ra vào khoảng thời gian này cũng khá thuận lợi, tuy nhiên lợi nhuận chưa đổ về túi của bạn nhanh chóng. Bản mệnh cần kiên định với định hướng của bản thân, đừng nóng vội khi chưa nhận được lợi nhuận. Có một số khoản cần phải đợi bạn chờ một thời gian thì mới có thể thu được trái ngọt. Người làm công ăn lương luôn cần cù chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được lời khen của cấp trên với một mức thưởng tương xứng. Mọi công sức của bạn sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai. Vì thế bạn đừng ngại khó khăn vất vả. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị mẹo phong thủy, giúp quý vị hóa giải vận đen cho mình trong năm 2024 âm lịch tới đây bạn nhé. Xem tử vi năm Giáp Thìn âm lịch cho thấy, đây được đánh giá là một năm có khá nhiều thách thức, nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Bính Thìn, hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này chờ mình. Trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của đồng thời hình thái tuế năm Giáp Thìn và năm cuối tam tai, nên con giáp này gặp nhiều khó khăn, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang, nên Bính Thìn làm gì cũng cần hết sức lưu ý. Đây cũng là năm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu như mà không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào cái bẫy hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài, hao sức. Về tài lộc, vận khí sa sút sẽ khiến tài khí của bạn bị hao hụt không ít, con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy vào khả năng của mình, không nên mù quáng chi tiêu, chú trọng tiết kiệm, làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc tới đấy. Bản mệnh không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu chú trọng nhất tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm 2024. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn, dùng nguồn thu không tăng tiến là bao nhiêu. Đây cũng là năm mà tương xung tác động, bản mệnh nên thận trọng trong chuyện tình cảm, mâu thuẫn đôi lứa có thể gia tăng, tình cảm cần được bồi đắp dần qua năm tháng chứ không thể ngày một, ngày hai. Về sức khỏe, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh, bạn nên lưu tâm tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch tới đây. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình,
từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.